Này các bạn ơi, nay thì mình sẽ làm thử thách là luộc trứng trong chai nhựa này nha các bạn. Để xem coi nó có chín được không, hoặc là cái chai nhựa này nó có bị héo không nha các bạn. Biết nó có tan chảy không nữa. Giờ đầu tiên mình sẽ bỏ trứng vô nha các bạn. Trứng vịt này là cái trứng vịt sim mà mẹ nó không có ấp nè, nên mình này ghét. Trời, trứng này không vô luôn rồi. Đây. Đố anh sao lọt vô đó. Đẩy vô. Vô nè. Mà một hồi nó chín thì sao lấy ra ta. Đấy, anh nghe tiếng nứt rồi đó. Ôi, may quá vô rồi các bạn ơi. Nhầm cái trứng bựng nó, cái trứng mập quá nó không vô được. Rồi vô rồi các bạn. Mình sẽ mở đổ nước vô đây. Cho nước mương luôn nha các bạn. Đi qua ngồi đây, ngồi đi. Đứng đó đi, đứng đây. Ừ. Như độ cao này vừa chưa ta? Em thấy vậy là được rồi đó. Được không? Được rồi. Anh làm cao quá là nó không có chín đâu. Cao quá nó lâu sâu ha. Ừ. Kiếm bẻ mấy lá chuối đi nốt cũng được. Đi bẻ cho cậu bảy mấy lá chuối. Lá chuối khô á. Ừ, đi đi. Lá chuối. Lần đầu làm nha các bạn. Đi ra, nóng. Nóng. Nóng lắm á. Rồi ăn ăn chín vịt không? Rồi mấy thương ăn chín vịt không? Ăn chín vịt không? Ăn chín vịt. Ăn chín vịt không? Ăn. Ăn. Em với anh cá nè. Cá gì? Em nói là cái móc này một hồi là nó đi chảy nè. Chảy trên đúng không? Ừ. Anh phải xỏ cây ngang. Ngang đây hả? Ừ. Ngang một nước cho nó cái cây nó bị ướt cái cây á. Ui. ngang cây nhưng mà đâu gì đâu. Phải cắt một khúc cái gì? Không, anh chỉ cần anh khoét hai lỗ thôi để thọt cái cây dừa thôi được rồi. Rồi cho nó cao lên hả? Anh đóng hai này xuống. Đi ra.